viên bi y như là lá cherry. Phía dưới này thì có 6 nút, nút xanh, nút đỏ, 4 nút truyền thống của G-Phone. Cây camera bên hông là tăng giảm 5 lượng. Bên hông này không có gì hết, trên đầu không có gì hết luôn. Màn hình cũng rất là nhạy. Chạy khá nhanh. Rồi sờ với chức năng tự xây. Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ để không bỏ lỡ những video hấp dẫn.